Sân vườn thảm cỏ cây xanh, khuôn viên biệt thự trong lành khỏi chê. Công năng, tiện ích khiến ai cũng mê. Không gian biệt thự thì luôn là một mẫu nhà ở mà bất kỳ gia chủ nào cũng mong muốn sở hữu. Vậy thì chi phí xây dựng biệt thự như thế nào? Phong cách thiết kế biệt thự ra làm sao để phù hợp với tính cách của gia chủ? Và bạn cần phải lưu ý những gì khi thi công mô hình nhà ở này? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay mẫu biệt thự 3 tầng phong cách hiện đại mái Nhật của gia đình chú Tuyên tại Hải Phòng nhé! Mời các bạn cùng theo chân tôi ngay thôi nào! Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vốn là người chỉn chu, tỉ mỉ và cầu toàn, chính vì vậy mà chú Tuyên luôn muốn không gian sống của mình mang tới một vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Với lớp áo ngoại thất màu trắng tinh, gia chủ đã bố trí thêm hệ thống đèn ở trần ngoại thất để có thể giúp ngôi nhà toát lên được hết vẻ đẹp của mình. Ngoại thất ngôi nhà tỏa sáng lung linh không chỉ nhờ lớp sơn trắng tinh tế, hiện đại mà còn nhờ hệ thống đèn. Đèn là chất liệu không thể thiếu đối với ngôi nhà mang phong cách hiện đại. Mẫu đèn trần ngoại thất được thiết kế với góc chiếu sáng 180 độ cho ánh sáng có thể lan tỏa khắp không gian. Cùng với đó, ánh sáng trắng càng khiến cho những chi tiết ngoại thất của ngôi nhà trở nên sắc sảo và rõ nét hơn. Quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta đang cùng chiêm ngưỡng mặt tiền của mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng mái Nhật tại Hải Phòng của gia đình chú Tuyên. Chính diện của thiết kế thì được tạo nên bởi những khối hình học cơ bản, đó là khối hình vuông, hình chữ nhật của hệ cửa, cùng phần mái sảnh hình thang và phần mái đỉnh hình tam giác. Chính sự mềm mại của lớp ngói tráng men sẽ giúp làm uyển chuyển đi những khối hình học này. Và gam màu trung tính xanh than được áp dụng ở phần mái giúp cho cân bằng lại tổng thể cũng như là màu sắc của thiết kế. Qua đây thì ta cũng thấy một phần nào tính cách của gia chủ. Gia chủ là một người trầm tính, thích sự ổn định, bền vững và luôn luôn hướng tới không gian sống của mình mang một vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Với gam màu như vậy, gia đình chú Tuyên không cần phải lo lắng về việc công trình sẽ bị bay màu khi trải qua mưa nắng của thời gian. Chất liệu ngói tráng men cao cấp, cung cấp không khí mát mẻ khi hè sang, ấm áp lúc đông tới để gia chủ có thể tận hưởng được chất lượng sống tốt nhất. Và nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy ngoại thất của ngôi nhà sử dụng hệ thống trụ cột vô cùng hợp lý. Cột vuông vức, nhỏ nhắn nhưng đủ để nâng đỡ các tầng phía trên và phần mái Nhật có kết cấu khá nặng. Vâng, kính thưa quý vị, đối với phần bậc ngũ cấp để dẫn lên ngôi nhà thì gia chủ đã lựa chọn chất liệu đó là đá Himalaya với những đường vân màu đỏ mềm mại. Và hãy cùng chúng tôi đưa ánh mắt ra phần chân cột trụ. Ở đây thì quý vị có thể thấy phần chân cột được lựa chọn ốp gạch giả đá và nếu chúng ta quan sát bằng mắt thường thì sẽ khó có thể phân biệt bởi vẻ đẹp tự nhiên, độc đáo và hiện đại mà nó mang lại. Ngoài ra thì phần cửa chính của công trình được lựa chọn chất liệu gỗ lim Nam Phi với màu nâu cánh gián đẹp mắt. Phía trên gia chủ đã lựa chọn kết hợp với chất liệu kính để có thể lấy sáng, lấy thoáng cho không gian nội thất bên trong. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ở hai bên hông nhà thì chúng tôi đã bố trí cho gia chủ hai lối đi phụ, vừa tạo khoảng không thông gió và vừa giúp cho gia chủ có thể thuận tiện trong việc di chuyển. Đối với phần chân tường thì nhà đẹp đã lựa chọn ốp gạch thẻ màu cam cháy. Việc này thì giúp cho công trình không những đảm bảo được về mặt thẩm mỹ mà còn đảm bảo được giúp kéo dài tuổi thọ, không bị sụt lún hay gây rêu mốc, gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý vị có thể cùng Hoàng Linh hướng mắt lên trên để chiêm ngưỡng phần cột giả mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình. Cột được ốp đá sắc lai châu với màu sắc rực rỡ, tạo một điểm nhấn độc đáo, giúp cho phần ngoại thất của công trình trở nên bắt mắt hơn. Và sau đây mời quý vị cùng chiêm ngưỡng mặt tiền tầng 2 cùng với Hoàng Linh nhé. Phần ban công thì được làm bằng kính để mở rộng tầm nhìn cho ngôi nhà. Phần lan can kính có tay cầm làm bằng kim loại sẽ hạn chế tối đa nguy hiểm cho người dùng.
Ngoài ra, ở khu vực ban công tầng 2 với diện tích rộng rãi, thoải mái thì gia đình chú Tuyên hoàn toàn có thể đặt thêm một vài bộ bàn ghế để có thể uống nước, nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt ở phía sau của công trình. Và như quý vị cũng có thể thấy thì công trình hoàn toàn nổi bật với những gam màu độc đáo, mới lạ, mang vẻ đẹp hiện đại. Có thể nói, không gian sống của gia đình chú Tuyên là một không gian sống mà bất kỳ gia chủ nào cũng ao ước. Bởi đó là sự mềm mại của cây xanh, là phần khỏe khoắn, cứng rắn của đá ốp, mặt tiền, ngoại thất công trình và phần uyển chuyển của ao cá. Tất cả sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm sống tuyệt vời có 102. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn đã lỡ yêu mất phần ngoại thất của công trình biệt thự 3 tầng mái Nhật này thì hãy cùng chúng tôi khám phá nội thất bên trong của công trình nhé. Về công năng sử dụng thì gia chủ đã bố trí công trình gồm có một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn và ngoài ra thì gồm có 4 phòng ngủ, một không gian sinh hoạt chung, sân chơi và sân phơi ở trên tầng 2 và tầng 3. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại không gian phòng khách của thiết kế biệt thự 3 tầng mái Nhật của gia đình chú Tuyên. Như quý vị có thể thấy thì phòng khách nổi bật lên với gam màu kết hợp hài hòa giữa tông trắng với tông nâu trầm ấm. Và điểm nhấn cũng như là linh hồn của không gian phòng khách đó chính là thiết kế sofa với những đường uốn cong mềm mại, vân gỗ uyển chuyển cùng với mùi thơm nhẹ nhẹ chắc chắn sẽ mang lại cho gia chủ một cảm giác sống tuyệt vời nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, không gian bếp liền phòng ăn thì được gia đình bố trí nhỏ gọn nhưng ấm cúng với những đồ vật cơ bản như bàn ăn, tủ bếp thì đây chính là nơi các thành viên trở về cùng nhau quây quần, chia sẻ sau một ngày dài làm việc vất vả. Nếu như không gian phòng khách ở tầng 1 là nơi mà gia chủ dùng để tiếp đón những vị khách tới thăm công trình của mình thì không gian sinh hoạt chung ở tầng 2 là một sợi dây gắn kết các thành viên, nơi mà các thành viên có thể ngồi để trao đổi, chia sẻ, tâm sự với nhau về những buồn vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, không gian phòng ngủ là nơi mà gia chủ dành 3/4 cuộc đời của mình để nghỉ dưỡng và thư giãn ở đó. Chính vì vậy mà nhà đẹp hướng tới thiết kế phòng ngủ sao cho đem tới cảm giác thoải mái và thư giãn nhất. Đối với phòng ngủ dành cho gia đình chú Tuyên thì chúng tôi lựa chọn sử dụng những đồ dùng nội thất cơ bản như là giường, tủ quần áo và kệ sách, vừa đảm bảo những yêu cầu trong sinh hoạt của gia chủ nhưng đồng thời cũng giúp cho ngôi nhà mang tới một vẻ đẹp hiện đại, mới lạ nhưng không hề cầu kỳ. Phòng ngủ thì được thiết kế cửa kính cường lực nhôm sinh pha đen mở ra ban công, lấy sáng, lấy thoáng tự nhiên. Vào mỗi buổi sáng sớm thì gia chủ có thể đứng từ ban công của tầng 2 để ngắm nhìn không gian thiên nhiên xung quanh ngôi nhà của mình. Đối với không gian tầng 3 thì gia chủ sử dụng để bố trí những không gian phụ như là phòng giặt, phơi đồ và phần sân chơi cho các thành viên trong gia đình. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi Hoàng Linh cùng quý vị và các bạn chúng ta đã khám phá mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng mái Nhật của gia đình chú Tuyên tại An Lão Hải Phòng. Với công năng sống được bố trí khoa học cùng phần ngoại thất thẩm mỹ, đẹp mắt, độc đáo thì ngôi nhà đã giúp cho gia chủ có được chất lượng sống tốt nhất. Và nếu quý vị cũng muốn sở hữu một thiết kế không gian sống tuyệt vời như vậy thì hãy liên hệ ngay với nhà đẹp để được tư vấn sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.